Xin chào tất cả các bác, em lại lên sóng máy rửa bát phục vụ tất cả các bác. Shop của em thì chuyên về hàng nhập nội địa nhưng mà mặt hàng chủ yếu là máy rửa bát, điều hòa, một cục nồi cơm điện, máy lọc khí. Cho nên các bác theo dõi kênh thì các bác chủ yếu thấy máy rửa bát lên sóng rất là nhiều. Vì cái nhu cầu máy rửa bát của thị trường Việt Nam mình bây giờ cũng tương đối lớn, mọi người bắt đầu là cũng đã cởi mở hơn trong vấn đề về phục vụ máy rửa bát phục vụ gia đình rồi. Cũng như cách đây 20 năm trước, mọi người thì mới chỉ chú ý đến máy giặt thôi, nhưng đến đây bây giờ là 20 năm sau thì mọi người đã bắt đầu chú ý đến máy rửa bát rồi. Máy rửa bát trên thị trường thì nó có quá nhiều lựa chọn, nhưng mà để một cái chiếc máy mà phù hợp với người Việt Nam, giá cả vừa phải thì em nghĩ đối với một cái máy Nhật bãi nó là phù hợp, chất lượng tiêu chuẩn tốt, giá cả phù hợp, lắp đặt dễ dàng, gọn nhẹ, sử dụng dễ, không cần phải tốn tiền viên rửa, dầu bóng, muối. Đấy, máy Nhật thì dùng rất bỗ bã, dễ sử dụng. Em lên sóng con TM7, phân khúc khá cao cấp trong cái dòng Panasonic nhé. Nó đến TM9 là hết rồi, thì con này là TM7, hình thức còn rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy trên clip. Em để mã số 2. Đấy, con máy còn rất long lanh. Hàng bãi thì đương nhiên là nhiều bác kỹ tính thì sẽ thấy là những cái vết móc méo nhẹ đấy, nhưng mà nó là cái chất bãi thì nó phải là như vậy ạ. Chất bãi phải là như vậy các bác nhé. Một chiếc xe máy hay là một chiếc ô tô đã qua sử dụng thì đương nhiên nó sẽ phải có xước sát đấy, và anh em sẽ phải là làm vệ sinh lại, căn chỉnh sao cho nó đẹp đẽ để các bác sử dụng được, ngon lành mà thậm chí rất là bền, mà còn bền hơn cả những máy châu Âu, em dám khẳng định là như vậy. Con máy này còn quá đẹp, rửa với nước nóng 80 độ C các bạn ạ. Máy hoàn toàn đun nước nóng, rửa tự động 80 độ C nhé, hoạt động tự động toàn bộ như máy giặt luôn. Thời gian sấy có đủ, chế độ sấy riêng biệt đầy đủ. Đây, rửa với nước rất là nóng ạ. Có tưởng tượng là với một cái máy bơm công suất áp lực lớn như vậy, nó phun nước nóng liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì làm sao còn cái mỡ nào bám được ạ. Các yên tâm rằng là máy rửa bát này không tốn điện nha, mỗi lần rửa nó chỉ hết có nửa số điện thôi. Và em sẽ có những clip để cho các bác thấy rằng là máy rửa bát Nhật tốn rất ít điện và nước, 11 lít nước và nửa số điện. Đây, rất tiết kiệm. Con này bên trong nội thất còn rất đẹp các bạn này. Sang Panasonic thì toàn bộ thân này bằng nhựa nha, thôi nha. Nhựa nhưng mà là nhựa Nhật đấy, không phải nhựa Trung Quốc đâu. Cho nên các bác yên tâm đi ạ, chất lượng thì không bao phải suy nghĩ. Máy còn rất là đẹp, may so các bạn này. Cực mới luôn ạ, may so không bao giờ hỏng đâu ạ. Đây. Con này em bán là 6 triệu, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nha. Máy Nhật nó sử dụng điện 100V cho nên là mình phải có ly hoa cho nó. Ly hoa là đổi điện từ 220 sang 100, thì các bác lưu ý nhé. Lưu ý là mua những cái ổ nắp nào mà nó ra điện 100V ấy ạ, thì nó chuẩn với máy Nhật. Chứ 110 là nó quá 10% điện áp thì dùng lâu, linh kiện nó cũng già, nó giảm tuổi thọ máy đi đấy ạ. Em có bán ly hoa đấy, giá nhập buôn là 450.000 thì